Xin chào các bạn. Thì cũng lên quay thì chúng ta đã xong cái phần bài tập Illustrator phần 1 rồi ha. Cái ta sẽ tới cái phần số số 7 đây. Ta tới cái nhóm cuối cùng nè. Biến dạng đối tượng ha. Rồi. Biến dạng đối tượng thì cũng đơn giản thôi. Có một vài video là xong thôi. Rồi. Thì cái bài 7 số 1 này, bài 7.1 này thì tôi hướng dẫn các bạn thôi, tại cũng khá là đơn giản thôi. Thì cái này thì đầu tiên bạn cứ vẽ hay cái nền thì bạn vẽ bình thường ha. Rồi tới cái nền màu cam này nè, màu vàng gì nè. Cái này thì bạn sử dụng công cụ Ben bạn vẽ cũng được, hoặc là bạn sử dụng một cái thao tác là làm méo đối tượng á. Hãy sử dụng tao chọn vẽ một cái đối tượng như thế này đi. Rồi sau đó tao thực hiện cái tao chọn đối tượng, tao vào cái effect nè. Trong cái effect á, bạn chọn cái distort transform ha. Thì tao nhắc sơ đây, sẵn đây tao nhắc sơ luôn. Chúng ta có tổng cộng một số cái thao tác làm biến dạng méo dạng đối tượng nè ha. Là một là chúng ta trong cái nhóm Liquify đây ha, những cái nhóm công cụ ở đây 6-8 gì đó. Hay. Chúng ta dùng để biến đổi đó, biến dạng đối tượng. Một hai là trong cái nhóm warp thì bạn chọn effect warp nè ha. Nó có 15 nhóm hiệu ứng này dùng để biến dạng đối tượng. Cái thứ hai, cái thứ ba trong cái distort transform nè, những cái nhóm này cũng là cái biến dạng đối tượng ha. Rồi, thì bạn muốn biết cái cụ thể từng cái chức năng của từng cái công cụ như thế nào á, thì bạn vẽ cái hình chữ nhật, hình tròn gì đó, rồi bạn thực hiện áp dụng từng cái hiệu ứng một để cho các bạn hiểu rõ hơn ha. Thì do rất là nhiều hiệu ứng nên tôi không thể hướng dẫn các bạn từng cái hiệu ứng được, rất mất thời gian. Giả sử giờ tôi hướng dẫn những cái mà tôi làm bài tập thôi ha. Rồi, trường hợp này bạn muốn hình đối tượng mà cong lên xuống vậy thì bạn có thể vào trong cái gì đây, cái warp đây, cái warp đây, bạn chọn đại một cái nào đó đi. Sau đó chúng ta vào trong cái hiện lên cái hộp thoại warp option đó đây nè. Bạn click vào đây để bạn chọn lại cho nó tương ứng. Thì giả sử như cái này nó cong lên và cong xuống hai đầu ha, thì tôi chọn cái square nè, cái này nè, thấy chưa, nó sẽ cong lên cong xuống hai đầu. Bạn có thể tùy chỉnh cái này để cho tăng hay giảm gì đó ha. Nó thấy chưa, cái thì theo chiều dọc, cái theo chiều ngang, giả sử như gì ưng ý rồi á thì giống hình mẫu này, ok, thấy chưa, rồi vẽ được cái hình tương tự như cái hình nền màu vàng rồi ha. Rồi còn cái bút chì thì cứ vẽ công cụ Ben bình thường, cái lọ này cũng vẽ công cụ Ben ha. Rồi cái này cũng khá là đơn giản thôi. Cái bài tập này tôi gợi ý cho các bạn làm thôi. Rồi sau đó tiếp tục tới bài 7.2. Cái bài 7.2 này á, thật ra đáng lẽ là tôi phải đem vô trong cái phần mà nhóm cái công cụ mà nhóm mà cái bài tập này vẽ tô màu ha, tại vì nó tô màu nhiều hơn. Thì đầu tiên cái hình nền đó thì bạn sẽ thực hiện vẽ hình chữ nhật, sau đó bạn tô màu chuyển sắc gradient thôi. Ở trong màu trắng, ở bên ngoài là màu xanh dương nhạt và ở ngoài cùng là màu xanh dương đậm ha, chỉ đơn giản thôi. Còn cái hộp này á thì làm sao? Cái hộp này thì bạn cũng sử dụng kết hợp những cái công cụ tôi vẽ lại thôi ha, kết hợp những công cụ như vẽ hình chữ nhật, hình vuông đó, rồi sử dụng công cụ Ben để vẽ những cái đường ngang này, thấy chưa. Rồi những cái màu trắng như vậy thì bạn sử dụng tô màu chuyển sắc thôi, màu trắng sang đen, rồi từ đen sang trắng, cứ ngược lại như thế ha. Lưu ý là tô màu chuyển sắc theo hướng chiều dọc đó, nó sẽ ra hướng chiều dọc này. Rồi sau đó tiếp tục thì còn cái phần ở trên đây nè, cái trên cái nắp lọ thì chúng ta không tô màu chuyển sắc mà chúng ta thực hiện tô màu mét ha, là tô màu lưới đó. Thì có video trước tôi hướng dẫn các bạn rồi nè, công cụ mét nè, tô màu lưới nè ha. Để chúng ta tô được cái màu lưới là cái màu đường viền ở bên ngoài nè, nó sẽ có màu đen, còn đi vào trong á thì càng vào trong thì có màu sáng, thấy chưa. Đó rồi, còn những cái chữ giáo trình, những cái logo này thì bạn cứ tự vẽ bằng công cụ Ben bình thường thôi, đơn giản ha. Phần viền dưới chân đây cũng tô màu chuyển sắc nè, gradient thôi. Rồi thì cái bài tập này thì chủ yếu là tô màu chuyển sắc là chủ yếu ha. Rồi nó cũng khá là đơn giản thôi, bạn cứ làm đi ha. Này cũng bạn làm này có thể làm được rồi đó. Tiếp tục tới bài 7.3 này ha. Cái bài này thì là chúng ta thực hiện cái việc là vẽ bình thường thôi, vẽ công cụ Ben, sau đó chúng ta kết hợp với những cái hiệu ứng xiên méo quẹo đó. Rồi thôi, bài tập này tôi hướng dẫn các bạn đi, thấy cũng khá hay, tôi hướng dẫn các bạn đi. Rồi đầu tiên thì cái nhấn phím tắt là chữ B phở đây nè. Thì chúng ta vẽ cái hình nền trước ha. Cái hình nền này thì bạn vẽ sao cũng được, không quan trọng là nó phải giống cái hình của tôi ha, như thế nào cũng được, giai đại như vậy đi, hãy cho tùy ý các bạn thôi đó. Rồi tùy ý thôi, không thấy chưa, tôi cũng vẽ hay ngẫu nhiên đây. Rồi nhấn phím tắt là chữ ngắn, tôi hút màu xanh dương. Tiếp tục tôi vẽ thêm cái thứ hai, nhấn cụ Ben là chữ B phở cho màu xanh dương đậm như thế này. Thì các bạn cứ vẽ bình thường thôi. Như thế này. Rồi như thế này. Rồi bạn click tạo những cái hình gì đó tùy các bạn ha. Sau đó bạn chọn đối tượng, sau nhấn phím tắt là chữ Y. Y là công cụ eyedropper hút màu này ha, click vào cái màu này. Rồi. Còn tiếp tục chúng ta tới cái màu gì? Tới cái màu hường.
tôi cứ dễ tùy ý thôi bạn, không tôi nói rồi không nhất thiết là phải giống hình mẫu thôi. Sử dụng cái công cụ pen, là công cụ pen là chữ B phở tiếp tục ha, vẽ cái hình màu hồng như thế này, rồi như thế này, như thế này, rồi như thế này, đích lại như thế này, rồi rồi như thế này nữa, rồi như thế này, rồi viết tắt là chữ Y, hút màu, rồi đơn giản ha. Rồi sau nữa chúng ta sẽ vẽ những cái cánh hoa. Cánh hoa thì các bạn sử dụng công cụ pen cũng tiếp tục ha, chữ B phở bằng vẽ cũng được, hoặc là tôi chỉ các bạn một cái mẹo bằng vẽ nhanh như thế này. Giả sử giờ tôi vẽ cái hình đa giác polygon đi ha, lít vào đây tôi vẽ như thế này, rồi sau nữa rồi cái đa giác này thì tôi kết hợp với cái công cụ làm méo cái hình. Giả sử tôi công cụ méo hình là trong cái hiệu ứng effect nè, bạn chọn cái nhóm distort and trim, bạn chọn cho tôi cái booker and blot, thấy chưa? Rồi booker and blot đây, cái hiệu ứng này dùng để làm cho đối tượng nổi lên hoặc là cong lại nè. Nhấn review xem trước kết quả nè, tôi lên tôi phải, thấy chưa? Thì lưu ý khi tôi lên tôi phải thì nó sẽ đẩy các đỉnh của cái hình đa giác này vào, thấy chưa? Đây đỉnh vào thì nó sẽ ra hình tròn, thấy chưa? Ra cánh hoa. Rồi bạn càng kéo thì nó sẽ ra như thế này, hiệu ứng như thế này, thấy chưa? Nhìn rất là đẹp. Rồi trường hợp mà tiếp tục mà khi bạn kéo qua tay trái thì các đỉnh nó sẽ đẩy ra ngoài, thấy chưa? Bên tay trái thì đẩy ra ngoài cho hình nhọn như thế này, đó. Thấy chưa? Đó. Rồi tùy các bạn, giả sử giờ tôi làm cho nó qua phải trước đi, làm cánh qua trước đi, thấy chưa? Bạn làm như thế này cũng được. Rồi sẽ ok. Chúng ta làm nhiều cách thôi. Ha, rồi sau đó bạn đầu tiên tôi cho tôi màu trắng đi. Ctrl xin lỗi tôi nhấn lộn. Tôi cho cái đối tượng này tô màu trắng đi ha. Chúng tắt là chữ Y, tôi hút màu ngoài đi. Rồi tôi thu nhỏ lại như thế này. Rồi để đối tượng nó có dạng hơi méo méo gì thì bạn tùy chỉnh cái kích thước lại ha, tùy chỉnh cái kích thước lại cho nó hơi nghiêng một tí hay gì đó, hơi cho hơi dẹp dẹp một tí ha. Rồi sau đó thì cái đối tượng bên trong thì bạn chọn này, bạn chọn cái menu trong cái tab offset, thì bạn chọn tôi cái path, chọn offset path ha, nhân đôi đối tượng đồng tâm á. Rồi số dương thì ra ngoài, số âm thì vào trong. Giả sử tôi cho vào trong mình dấu trừ ha, nhấn review xem trước kết quả đây. Rồi tôi nhấn ok. Sau đó tôi sẽ tô màu bằng cách là bạn lít vào đây tô màu nè, màu hường màu gì đó, rồi thấy chưa, hút màu cũng được. Rồi tiếp tục bạn cho nó hơi lệch lệch tí, cho nó hơi lệch cho nó đẹp tí ha, nó không theo quy chuẩn nào hết. Rồi tiếp tục màu đối diện bên đây là màu vàng, thì bạn chọn cái này, bạn Ctrl G group á, sẽ bạn giữ phím on để bạn rê bên đây, copy nhân đôi thôi, chọn nó nhân đôi lên, sau đó là thu nhỏ lại. Rồi lật thì muốn dây thì bạn lật qua đây cho nó hướng nó hơi khác khác một tí, thấy chưa? Rồi sau đó là muốn tô màu khác thì bạn nhấn cực phải chọn in group, chọn lại đối tượng bên trong cho tô màu khác đi, màu vàng, đích vào đây tô màu vàng. Rồi sau đó group lại cho tránh bị sau này chỉnh sửa cho nó dễ ha, Ctrl G. Rồi sau nữa tiếp tục những vẽ cái hình này thì tương tự gì, bằng vẽ một hình đa giác, vẽ cái hình xanh lá cây này nè như tôi vừa làm đó, với hình đa giác cái này. Rồi tiếp tục sử dụng cái công cụ là công cụ gì, effect nè, trong cái nhóm distort and trim chọn booker lot, thấy chưa? Review xem trước, rồi kéo qua trái như thế này, không bị kéo qua phải như thế này, rồi sau đó tôi kéo phải như thế này đi, như thế này, ok. Rồi tôi cho tô màu xanh lá cây đi ha, xanh lá cây. Rồi rồi sao nữa, rồi sau nữa tôi thực hiện cái việc là nhân đôi lên, chọn đối tượng là nhấn offset, chọn path, chọn offset path, thì bạn chọn cái bạn làm cái thao tác là Ctrl cộng C, sau đó là Ctrl F cũng được ha, bạn làm cái cách này offset path cách tự này cũng được, hai cách cách nào cũng được tùy các bạn thôi. Rồi tôi thu nhỏ lại cho ok. Đối tượng bên trong tôi sẽ tô một cái màu nhạt hơn ha, tô màu nào đó tùy các bạn, màu hơi nhạt hơn thì tôi nhận giả sử tôi nhấn phím tắt là duy ngắn này, tôi hút màu cho nhanh, thấy chưa? Rồi đối tượng bên trong tôi cho nhỏ lại một tí, giữ phím shift và giữ phím on, shift và giữ tỷ lệ phím on là cho đồng tâm, thấy chưa, nó nhỏ lại. Rồi sau đó tôi chọn hai đối tượng, tôi thực hiện cái thao tác là group Ctrl G ha, Ctrl G là group lại đó. Rồi nhỏ lại thế này, rồi tôi cho nhỏ lại một tí nữa, rồi như thế này, thấy chưa? Không muốn to lên thì phóng to lên một tí. Rồi sau đó giữ phím on copy qua bên đây cho nó nhỏ lại một tí, đổi màu cũng được tùy các bạn ha. Rồi đại khái là vậy đi. Rồi sau nữa xuống dưới đây bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hình cái ngôi nhà,
thì làm sao? Ngôi nhà thì dễ thôi, cái ngôi nhà thực chất tôi không có vẽ, tôi sử dụng trong symbol á. Symbol là chèn các biểu tượng hay cho win top top window, là bạn chọn tôi cái chữ symbol đây nè, symbol ký hiệu đó. Rồi thì bạn chọn cho tôi cái hình ngôi nhà có sẵn rồi nè ha. Do trường hợp mà tôi đã chèn rồi, nó hiện trong đây còn chưa, ban đầu nó chưa có đâu, thì bạn click vào cái ký hiệu này nè, symbol library menu, hay cho click vào đây, bạn chọn cái hình nào đó, cái nhóm nào đó mà tôi quên mất tiêu rồi, giả sử tôi chọn đại đi, thì một cái hộp thoại khác nó sẽ xuất hiện, bạn kéo cho nó dài ra, sau đó bạn click vô mũi tên tới lui nè, để tới cái nhóm mà cái ngôi nhà đó để bạn chèn vào ha. Đó, bạn cứ click như thế này, nó sẽ tới những cái nhóm màu, cái nhóm symbol, nó những cái đối tượng mà nó sẽ trùng cùng chủ đề, nó sẽ xuất hiện trong đây, thấy chưa? Đó, rồi giả sử tôi tìm được đây thì tại vì này tôi đã có sẵn rồi, tôi click vào đây nó đã vô đây rồi. Cái nhóm ngôi nhà đâu? Rồi bạn cứ click rồi tìm tiếp đi ha. Trường hợp này giả sử như tôi đã click thì nó đã vào trong đây rồi. Đây là ngôi nhà nè. Bạn click thì bạn đưa vô thôi, thấy chưa? Rất là đơn giản, thay đổi cái kích thước thôi, cái size thôi. Rồi, bạn muốn thêm hình cái đối tượng gì nữa thì bạn cứ click và bạn chèn vào thôi ha. Cái dừa hay gì đó, giả sử vậy bạn click rồi thêm vô thôi. Đó, bạn thích gì đó bạn thêm vô. Không, chúng ta cứ sáng tạo thôi chứ không không nên quá lệ thuộc ha, không nên copy quá cho giống mẫu. Rồi như thế này. Rồi sau đó. Rồi còn cái phần dưới đây á, thì những cái ngôi những cái bông hoa này thì tương tự như những bông hoa trên thôi. Có một cái hình gì? Có cái hình đám cỏ này thì bạn sử dụng công cụ pen đi ha. Công cụ B nè, bạn vẽ nhọn nhọn như thế này. Vẽ tùy ý như thế này. Thấy chưa? Bạn vẽ tùy ý như thế này, vẽ sao cũng được. Rồi bạn vẽ đi. Rồi chút tôi sẽ nói cho bạn là tại sao tôi vẽ vậy ha. Rồi giả sử tôi vẽ được cái hình như thế này. Sau đó tôi cho tô màu xanh, phím tắt là chữ Y ngắn, eyedropper hút màu. Rồi để cho nó có cái lượng lượng như thế này thì giả sử như tôi có nhiều cách ha, như tôi nói rồi, để biến dạng đối tượng á, thì trong tab effect này bạn chọn distort general, bạn chọn cái router hay là cái v distort cũng được. Giả sử giờ tôi chọn cụ mới cho bạn xem, giả sử tôi chọn bên nhóm liquify, cái nhóm công cụ mà đây nè, nhóm này như cái này là nhóm liquify ha. Rồi giả sử tôi chọn một cái gì đó bất kỳ đi, bạn cho nó đẩy ra hoặc là đẩy vào cũng được, giả sử tôi cho nó đẩy vào thử rồi, thấy chưa? Đó, đẩy vào thì nó cũng ra được thôi, thấy chưa? Nhưng mà cái thao tác enter thôi, enter tôi chỉ chỉnh lại cái mức độ mạnh, hơi mạnh rồi, 50% phải không? Tôi cho nó khoảng 20% thôi, ok. Rồi Ctrl Z quay lại, thấy chưa? Đó, đại khái là sẽ xem ra hình như thế này. Bạn muốn tùy chỉnh các kiểu khác thì bạn click vào đây, bạn click vào những cái tùy chỉnh những cái kiểu này, distort nè, ở trong nhóm như file nè, mình chọn bất kỳ cái nào cũng được, rồi bạn làm thử bạn sẽ quen ha. Trong nguồn lý thuyết tôi đã làm rồi, tôi nhắc lại thôi. Hoặc ở trong effect nè, chọn distort gender, bạn chọn cái bucket này hay là cái router hay là cái nào cũng được, thì các bạn bạn cứ click vào cho nó ra cái hình dạng nào đó bất kỳ. Chúng ta đang học nên chúng ta cứ làm tùy ha, không ai phạt chúng ta hết. Rồi còn những cái bông hoa thì bạn có thể là làm tương tự những cái bông hoa trên, thấy chưa? Nhóm bông hoa trên thì bạn copy xuống thôi, hoặc là bạn chèn symbol trong đây cũng được nè, thấy chưa? Nghĩa là đại khái tôi nói các bạn là chúng ta sẽ có nhiều cách trang rom, không nhất thiết là phải làm theo cái cách nào ha. Nó như thế này. Rồi đại khái là bạn đã xong rồi. Còn cái con những con chim dưới đây thì bạn sử dụng công cụ B, công cụ pen tool đó, click đây rồi sao nữa, click đây như thế này. Rồi chỗ này bạn phải giữ phím on để tôi phóng to bạn xem, thay đổi cái thanh điều hướng này, tay trái giữ phím on, click vào cái thanh điều hướng cho di chuyển xéo lên, thấy chưa? Rồi click vào cái thanh điều hướng cho cái di chuyển thanh điều hướng xéo lên, rồi như thế này, rồi như thế này, rồi xong rồi. Đại khái gì rồi, tôi màu trắng đi, màu trắng không viền ha, viền viền khỏi viền đi. Rồi cho thu nhỏ lại tí, hơi lớn rồi. Rồi tôi nhỏ lại một tí như thế này. Rồi muốn nhân đôi lên thì giữ phím on, nhân đôi lên thôi. Rồi sau đó tôi nhỏ lại một tí như thế này. Tôi nhỏ lại một tí này. Ta làm nhanh nên nó thật ra nó hơi ẩu ha, nhưng mà chủ yếu là cho bạn hiểu được cái cách ta làm thôi. Rồi, thấy chưa? Thấy được những cái cánh chim như thế này. Xong, đơn giản một vài phút thôi là chúng ta đã làm xong được cái bức hình như thế này rồi. Rồi vậy là chủ yếu là tôi hướng dẫn các bạn để biết được cái thao tác là sử dụng cụ Ben này đó quá rành rồi, tô màu cũng quá rành rồi, rồi cái symbol này cũng quá biết rồi. Còn cái phần mà distort, cái phần mà biến dạng đối tượng theo tùy ý thì tôi hướng dẫn các bạn nãy giờ đó ha. Có nhiều cách, một cách nè liquify, hai là trong web này nè, ba là cái distort transform nè, ba cách ha, cách nào cũng được, bạn cứ thử và sẽ biết được
từng cái tính năng. Rồi, vậy là chúng ta đã xong được cái phần mà bài tập Illustrator phần 1 rồi ha. Rồi qua video sau chúng ta sẽ tiếp tục tới bài tập Illustrator phần 2 ha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.